Em xin chào cả nhà mình ạ. Em là Duy Vũ ạ. Và phiên ngày hôm nay thì em mời mọi người ngắm lại cái bông bạch quốc dân. Đấy. À, bây giờ thì tầm cũng trưa rồi cả nhà. Chắc cũng phải là không biết 12 giờ chưa, nhưng mà hoa nó vẫn còn khá là bay nha. Đấy, bây giờ là 11 giờ 16 phút thì hoa nó vẫn còn khá là bay như vậy. Và cái bông này nở lại thì em phải nói nó là siêu đậm luôn. Đấy. Bông này thì nở lại em rất là ngạc nhiên về cái mức độ mà đậm của nó. Nó đậm ngang ngửa với lại cái bệt 5 sao luôn cả nhà. Nhưng mà đây là cái giống bệt quốc dân nha cả nhà. Thì bông này nếu mà bây giờ em đặt cho nó một cái tên khác, không phải bệt quốc dân hay bệt gì, thì em bán có khi nó sẽ có giá hơn rất là nhiều. Nhưng mà chính xác của nó là bệt quốc dân thôi. Đấy. Cái khuôn thì mọi người biết là tùy vào cái mức độ chăm sóc của mình thì hoa nó sẽ đậm nhạt khác nhau. Đấy. Hoa rất là đậm luôn. Và đặc biệt là đối với hoa trên cái giò này thì bữa sau khi những cái cây này nó mọc dài lên thì em sẽ có giống để chia sẻ cho toàn bộ các anh chị mình. Đấy. Đối với cái cây này nở lại thì tiếp tục là cái bông này em thấy là nó đạt cái tỷ lệ độ đậm gọi là rất là tuyệt vời đối với cái bông bạch quốc dân. Đấy. Một tỷ lệ rất là tuyệt vời. Bữa trước thì em đã có sổ rất là nhiều chậu bạch quốc dân ngay tại vườn. Và cái mặt hoa nó cũng gọi là siêu đậm. Và chưa thấy có cái bông hoa quốc dân nào mà sổ đậm ăn qua được. Thì lần này thì cái bông này nó sổ như thế này. Thì cái mức độ đậm của nó cũng cực kỳ là cao. Gọi là đậm nhất từ trước đến giờ mà em từng thấy đối với cái cây bạch quốc dân. Riêng đối với bạch quốc dân này thì năm nay em sổ cũng tầm là trên 20 giò bạch quốc dân. Thì mọi người biết rồi, cái lượng bạch quốc dân mà em cung cấp ra thị trường gần như là mùa vừa rồi lên tới cả mấy trăm cây. Rất là nhiều nha. Lúc mà khai thác xuống là có thể là tầm cứ một lần là 10 cây, 20 cây, có lúc là cũng 30, 40 cây. Đấy. Thì ở đây em có một cái bông bói bạch quốc dân nữa. Thì bông này thì nó nở bói hôm qua thì nó đẹp hơn cả nhà. Nó đậm màu hơn, nhưng mà hôm nay thì không biết sao nó lại bị hoa nó cụp nhanh như thế này. Đấy. Đấy, không biết sao hôm nay hoa nó lại cụp nhanh như thế này. Thì em đem cái bông quốc dân này để em lên so sánh với lại cái chậu hoa quốc dân đang hé như thế này. Thì mọi người thấy là bông này nó đậm hơn rất là nhiều. Đậm lên tới cả môi luôn. Đấy. Cái giống này thì em lấy là của anh Lương Chim ở trên Đà Lạt ấy cả nhà. Cách đây là cũng lâu rồi. Thì bây giờ là nó nở bói ra trên một cái thân kỳ như thế này. Đấy, kỳ hoa ở trên thân kỳ. Thì so với cái bông này thì cái độ đậm nó không có thể nào mà bằng được. Đấy, em đưa cho mọi người để mọi người có thể là nhìn về cái độ tương xứng giữa các cây bạch quốc dân. Đấy. Thì bông này nở lại lần này thì tiếp tục nó khẳng định cái đẳng cấp của cái cây bạch quốc dân này nha cả nhà. Đấy. Em nói thì hơi nhiều về cái bạch quốc dân để cho cả nhà mình cùng hiểu. Và cái giống này thì đảm bảo là cái giá nó sẽ khá là bình ổn, cũng như là bạch candy quốc. Đấy. Trên đây thì em tầm cỡ được là hơn 25 cây lớn và nhỏ. Thì sau này có rẻ thì sẽ chia sẻ giống đến cho cả nhà mình. Còn phiên ngày hôm nay thì em sẽ có một số cái dòng bạch khác. Phiên ngày hôm nay thì em sẽ có là bạch candy quốc. Đấy. Và có thêm một số cây bạch quốc dân mà giống nhỏ dễ sưu tầm. Đây. Thì nó còn những cái con giống nhỏ và nó mới lên như thế này. Đấy. À, đây cũng là một nhánh bạch quốc dân này. Cái cây này là lấy chung với cái hoa bói hồi nãy em gửi cho mọi người. Và cái tốc độ phát triển của nó rất là tốt cả nhà. Đấy, đi ngọn rất là lực, giống khỏe.
Thì bây giờ em sẽ tiến hành là phân giá những cái cây bạch quốc dân này và những cái cây candy quốc này ra cho cả nhà mình cùng sưu tầm giống. Ngoài ra là phiên hôm nay em còn có những cái cây tích lịch họa lúa non. Chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì em có một số cái cây tích lịch họa lúa non để chia sẻ đến cho cả nhà mình. Ở đây thì em tổng cộng là được 9 cây. Đấy. Ở trên một cái giò tích lịch họa mẹ luôn. Giò rất là lực và cây bữa nay lên nó cũng mở lá và đi ngọn rất là mạnh rồi nha cả nhà. Thì hôm nay em sẽ bán lúa non cho cả nhà mình. Thì trước tiên là ở cái hướng thân già thứ nhất thì em có được là 4 cây đã mở lá và đi ngọn mạnh rồi. Tổng là nó có 5 cây nhưng mà cây này nhỏ, khả năng thì nó khó lên được thì em không có bán, em bán cho cả nhà mình 4 cây thôi. 1 2 3 4. Đấy. Thì đây là cái cây số 1 này, giá sẽ là 11 triệu. Cây số 2 bé dần thì là 10 triệu. Và cây số 3 này tương tự cũng là 11 triệu. Và cây số 4 này thì là 10 triệu 500, là nó to hơn chút. Đấy, chốt lúa non mà đến khi nó ra rễ thì nó dài chắc cũng tầm là đa số là trên 5 cm hết nha cả nhà. Thậm chí là có những cây mà lúc trước em bán là nó lên tới cả là hơn 15 cm. Rồi em qua phía bên này. Qua phía bên này thì em tương tự em có 5 cây ở bên cái hướng thân già thứ hai. Đây, 5 cây này. Thì 5 cây ở bên cái hướng thân già thứ hai này thì em bán đồng giá, mỗi cây đều là 10 triệu hết. Đấy, canh để em quay kỹ từng cây. Đấy, khi khách nào chốt trước, chốt cây nào thì em sẽ ưu tiên cây đó nha. Đấy, tất cả thì nó đang mở lá đây rất là lực rồi. Đấy, thì ở đây em bên kia là 4 cây rồi, em sẽ đánh số này. Cây số 5 này, số 6 này, số 7 này, số 8 này và số 9. Đó, cả 9 cây này. Như đây thì cây nhỏ thì em không có bán. Rồi tiếp tục thì tí nữa em sẽ qua những cái bệt candy quất cho cả nhà mình cùng sưu tầm và lựa chọn. Ở đây thì em có một số cây và em đã phân giá như thế này rồi. Đầu tiên là cây candy quất số 1, giá là 3 triệu 8, dài tầm là được 10 cm nha cả nhà. Và đây đang mùa lạnh đó, nên là nó có dấu hiệu nó đứng cái ngọn. Về thì nó có thể là đứng hoặc là tiếp tục đi, hoặc là có thể đứng và lên mầm gốc. Đấy. Thì cây đó là cây 3 triệu 8, cây candy quất số 1. Rễ ở dưới đây thì nó đã bám ok rồi. Rồi cây candy quất số 2 thì em bán với giá là 3 triệu 6. Cây này thì nó dài tầm là 10 đến lại 12 cm gì đó nha cả nhà. Đấy. Cỡ ước tính trung bình là 11 cm đi. Cây này thì bữa trước là thay vàng nên là thành ra cái phần dưới đây gặp nắng quá, lá nó rụng hết. Còn phía trên đây thì cái ngọn của nó bình thường nha. Thì do thời gian lạnh á, về đêm nó lạnh nên là nó cũng có cái dấu hiệu hơi thắt ngọn. Về mọi người xứ nóng thì nó có thể là tiếp tục đẩy cái ngọn lên. Bộ rễ dưới đây thì nó bám là nhiều ấm chậu rồi nha. Rồi cây candy quất số 3, cây này thì em bán với giá là 3 triệu 2. Cây này thì nó dài tầm cả là 6 cm. Đấy, cây đó là cắt từ cái thân này ra này. Thì em mới trồng lại như thế này. Đấy, thì candy quất đây là candy quất số 3, giá là 3 triệu 200 nghìn. Nhìn nó xấu xấu vậy thôi nhưng mà cây thì rất là đảm bảo. Bởi vì cái lá thân này nó bị rụng, cây thì nó to, trên thân già nó cũng rất là bự. Đấy, em sẽ trang cái mặt hoa candy quất như cái hình trên video á cả nhà. Rồi ở đây em qua những cái cây bạch quốc dân. Thì ở đây là quốc dân số 1. Đây là một cái cây mà nó lên và nó ra hoa bói như thế này luôn. Thì em sẽ trang lại cái mặt hoa nở ngày đầu tiên. Hoa này thì nó tàn nhanh quá cả nhà. Thì giá là 1 triệu 900 nghìn. Bữa nay thì em sổ được hoa cũng như là cái giá bạch của mấy cái này thì nó giống như là cái tiền mà em đầu tư vào bạch quốc dân
tại những cái thời điểm đầu năm á, em đã thu hồi được rồi nên là em bán giá nó rẻ luôn. Đấy, đối với cây này thì em sẽ cắt ngay chỗ cái mắt hoa này, cắt đôi cái mắt hoa này ra nha cả nhà. Đấy, còn cái phần mắt ngủ ở trên này á, thì đã có người lấy rồi nên là các anh chị hỏi mua thì sẽ không còn ạ. Rồi, cây quốc dân số 2 thì nó là một cái cây năm thứ 2, em bán với giá sẽ là 2.500.000. Đấy, rẽ ra khỏe đẹp rồi, cây này rất là cứng cáp và khỏe mạnh. Cây quốc dân số 3 thì cây này giá là 2.800.000, nó lớn hơn và được trồng vào trong chậu. Ở đây thì dùng vỏ thông ngoại, mà chỗ em thì mưa nhiều nên là thành ra em phải đổ cái lớp bề mặt trên đi để cho nó đỡ bị ẩm. Đấy, vì cái giá thể thì trồng nó không có thống nhất đó cả nhà.